dân biểu Mexico chống bán nhau trong lúc khai mạc tân quốc hội, tin từ Mexico City. Các dân biểu Mexico đã chống nhau trong lễ khai mạc quốc hội mới. Thành phần dân biểu thiên tả đã trương một biểu ngữ rất lớn, tố cáo tổng thống đắc cử Enrique Peña Nieto đã gian lận bầu cử và thuộc thành phần thối nát. Trong ngày thứ Sáu, Tòa án bầu cử Mexico đã bác bỏ đơn kiện của ứng cử viên Tổng thống Andrés Manuel López Obrador của Đảng Dân Chủ Cách Mạng hay PRD, tố cáo Đảng Định Chế Cách Mạng hay PRI của ứng cử viên Enrique Peña Nieto đã mua phiếu giúp cho ông Peña Nieto chiến thắng cuộc bầu cử ngày 1 tháng 7. Để trả lời cuộc biểu tình của dân biểu đảng PRD, dân biểu đảng PRI vẫy quốc kỳ, hứa hẹn quốc hội dưới sự đa số của PRI sẽ là một quốc hội cởi mở và minh bạch. Trước sự việc ông López Obrador tiếp tục không công nhận kết quả bầu cử, dân biểu López Obrador của đảng PRD tuyên bố sẽ vận động huyền chức Tổng thống Peña Nieto. Bộ trưởng Nội vụ Alejandro Poli đã trao tân Chủ tịch Quốc hội Jesús Murillo Camram các bản phúc trình của chính phủ công nhận quốc hội mới. Đảng viên của ông López Obrador cũng tập trung biểu tình bên ngoài trụ sở quốc hội. Ông López Obrador tố cáo đảng PRI mua 5 triệu phiếu bằng những số tiền gây quỹ bất hợp pháp, mua phiếu cử tri bằng cách tặng thẻ mua hàng từ mua phân cho tới mua xi măng và gia súc. Những người ủng hộ ông López Obrador cũng đã từng xuống đường, phong tỏa nhiều khu vực thủ đô sau khi thất cử năm 2006. Chánh án Flavio Galvin Rivera nói rằng, việc khiếu nại của ông López Obrador không có cơ sở, đa số mơ hồ và chung chung, không thể nêu rõ trường hợp nào xảy ra ở đâu và lúc nào. Tòa án còn phải giải quyết một số vấn đề nhỏ trước khi ông Peña Nieto, 46 tuổi, có thể chính thức tuyên bố là tổng thống đắc cử và sẽ được tuyên thệ nhậm chức vào ngày 1 tháng 12. Tuy nhiên, những vấn đề còn lại là đa số là những vấn đề thủ tục.